Hello mọi người, thì chắc khoảng tầm một năm rưỡi rồi ha, anh em mình mới gặp lại nhau trên kênh xe buýt. Thì cái kênh YouTube xe buýt của mình á đã gắn bó với mình khoảng được tầm 10 năm nay rồi, nhưng mà lý do tại sao hổm rày không ra clip nữa thì mình giải thích với mọi người vậy. Cái kênh của mình đã bị tắt kiếm tiền, mình không có được cái thu nhập từ cái nguồn thu từ YouTube nữa, nên mình tạm thời ngưng, mình tập trung vô TikTok là nhiều. Thì cũng rất là buồn, những cái clip, những video mà giật xe đua xe hồi xưa rất ấn tượng, mình cũng đã ẵng đi rồi, tại vì thời điểm bây giờ xe cộ cũng không còn như trước nữa, giật xe đua xe đường phố hay tất cả những thứ liên quan nó không còn mặn mòn như xưa, rất là nguy hiểm cho mọi người. Bản thân mình cũng cảm nhận được từ đó, nên mình xin phép là ẵng những clip đó đi và cũng sẽ tạm ngưng đăng video trên kênh YouTube xe buýt này. Nhưng có những trường hợp xảy ra những clip share trên những kênh như TikTok hoặc là Facebook không đủ dung lượng, không đủ thời gian để anh em có thể xem được một video về xe thật sự hoàn chỉnh và rõ ràng thực tế nhất, nên đội ngũ của tụi mình đã cố gắng xây dựng thêm một kênh YouTube mới có tên là Duy Nguyễn Vlog. Thì cái kênh nó sẽ nằm ở dưới cái link này, nó sẽ nằm ở trong cái link liên kết này. Mình mong là 560.000 người đang đăng ký kênh YouTube xe buýt sẽ về chỗ đi qua một cái môi trường mới. Ở ở đó mình và đội ngũ của mình sẽ tiếp tục ra những video review test xe, vượt xe cùng những con xe hot chưa có clip nào ở trên mạng xã hội này. Thì trước khi anh em về gói qua một kênh mới, mong mà mọi người sẽ thấy được những video này, những anh em thấy được cái vlog này, cơm mình lại để lại ý kiến cho mình và đưa cái clip này lên xu hướng để mình có thể về tất cả mọi người vẫn còn đang theo dõi, vẫn còn đang mong chờ kênh xe buýt ra video có một cái môi trường mới để mà xem tất cả những dòng xe bên mình. Thì trước mắt mọi người đây là con Zombie cấu hình máy là 9X, có nghĩa là 90 mấy, mình sẽ bật mí trong vlog này luôn. Nhưng mình sẽ không quay trực tiếp con xe này trên đây nữa, mình sẽ quay trên kênh mới. Trước khi mình ra video kênh mới, mình muốn tất cả mọi người đều có thể xem được, nên mọi người chưa đăng ký kênh thì có cái đường link bên dưới hoặc là bấm theo cái tên đó có chỗ đăng ký, mọi người nhớ vô đăng ký để ủng hộ mình để mình cố gắng ra video đầy đủ sớm nhất có thể nha. Giới thiệu mọi người thêm một lần nữa, đây là con hạt zombie trạng thái hoàn chỉnh nhất cũng như là trạng thái mạnh nhất từ trước đến nay, có cấu hình máy là 9X, cục máy dọn hơn 200 triệu. Và trên cái clip vlog trên kênh mới sẽ có luôn clip test của hạt zombie này, có luôn clip bấm GPS, có luôn clip test tại sân Đại Nam, tất cả mọi gì tinh tí nhất một con xe sẽ được gửi đến mọi người trên kênh mới nha. Và không những đó, còn có siêu phẩm UV chạy xăng vòng tròn cũng sẽ được test, được review, được quảng cáo, quảng bá cũng như được giới thiệu chi tiết tất cả mọi thứ trên kênh xe buýt. Và không chỉ ở dừng lại đó, những con xe touring cháy từ 72 đến 92, những con xe điện máy hẹp, những con xe điện sườn rắc, những con xe điện mà độc nhất Việt Nam đều có ở trên kênh mới. Nên mọi người nếu như thật sự yêu quý mình, thật sự cần xem những clip tinh tí về xe độ thì nhớ đăng ký kênh và theo dõi cái kênh mới của mình để chuẩn bị xem những siêu phẩm này ra mắt trong thời gian sắp tới nha. Rất là cảm ơn mọi người và cảm ơn mọi người đã dẫn đồng hành trên kênh xe buýt, mặc dù có hơi tiếc 600.000 người đăng ký cho một cái kênh phải bỏ đi, nhưng mà có thể đây là một cái bước ngoặt mới để cho mình tạo dựng ra một cái kênh có những anh em từ mới tới cũ hoạt động và ủng hộ mình nhiều hơn. Rồi, cảm ơn mọi người rất là nhiều.